Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tính chung 10 tháng năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 1,21 tỷ đô la Mỹ, tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giảm gần 28% so với cùng kỳ năm trước, Trung Quốc vẫn là thị trường số 1 của cá tra nước ta với giá trị nhập khẩu 310 triệu đô la Mỹ. Trái với sự sụt giảm của thị trường đông dân nhất thế giới, Hoa Kỳ nhập khẩu cá tra Việt Nam đạt 290 triệu đô la Mỹ, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Nếu giữ được mức tăng ổn định trong những tháng tới, Hoa Kỳ sẽ vượt qua Trung Quốc, trở thành thị trường số 1 của cá tra Việt Nam trong năm 2021. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ, để đảm bảo nguồn cung nông sản dịp cuối năm, ngoài việc khuyến khích nông dân mở rộng diện tích cây rau màu vụ đông và tăng đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp đã phối hợp với ngành công thương và nhiều tỉnh thành xây dựng phương án cung ứng nông sản cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thủ đô. Theo đó, Hà Nội đã hình thành được 141 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các chuỗi này đang kiểm soát cung ứng 1.370 loại sản phẩm tại 110 siêu thị, 1.400 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 300 cửa hàng chuyên kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn. Dịp cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng vận chuyển các mặt hàng rau, thịt, cá tăng mạnh, đi kèm với đó là nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Bên cạnh việc chủ động nguồn cung, ngành nông nghiệp cũng đặc biệt chú ý tới vấn đề an toàn thực phẩm cho người dân thủ đô. 9 tháng năm 2021, giá trị xuất khẩu hàng hóa tỉnh Tuyên Quang đạt 117 triệu đô la Mỹ, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng mặt hàng gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ, toàn tỉnh đã xuất khẩu được khoảng 15 triệu đô la Mỹ, trong đó giấy đế đạt 1,7 triệu đô la Mỹ, bột giấy xuất khẩu đạt khoảng 4,7 triệu đô la Mỹ, tổng giá trị gỗ tinh chế hơn 4,3 triệu đô la Mỹ, gỗ ván ép xuất khẩu đạt giá trị hơn 4,2 triệu đô la Mỹ. Theo các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tuy giữ được mức xuất khẩu ổn định, nhưng phần lớn không đạt doanh thu bằng với mọi năm khi chi phí vận tải và kho bãi tăng cao do dịch Covid-19. Song song với đó, một nguồn chi phí lớn phát sinh nữa đó là chi phí thuê nhân công có tay nghề cao cũng tăng lên. Do một số bộ phận nhân công có tay nghề cao ở các tỉnh khác do dịch bệnh nên đã chuyển về địa phương làm việc. Giá heo hơi ngày 2 tháng 12 tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng đến 5.000 đồng trên 1 kg, cao nhất đạt mức 53.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, tại thị trường miền Bắc tiếp tục tăng 1.000 đến 5.000 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mức 48.000 đồng đến 53.000 đồng trên 1 kg. Còn tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi tăng nhẹ 2.000 đồng trên 1 kg ở một vài nơi và đang thu mua quanh ngưỡng 47 đến 50.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại thị trường miền Nam tăng 2.000 đồng trên 1 kg ở một số địa phương và dao động quanh ngưỡng 46 đến 49.000 đồng trên 1 kg.